Cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè, chồng, cha, ông ngoại và anh của chúng tôi là ông Võ Văn Yến, pháp danh Tâm Lợi, sinh ngày 22 tháng 8 năm 1953 tại Huế, Việt Nam, mất ngày 19 tháng 3 năm 2016, nhằm ngày 11 tháng 2 năm Bính Thân tại Greenville, South Carolina, hưởng thọ 63 tuổi, linh cửu được quàng tại Mackey Mortuary. 311 Century Drive, Greenville, South Carolina 29607, chương trình tang lễ thứ năm 24 tháng 3 2016, 6 giờ chiều, phát tang cầu siêu thăm viếng, thứ sáu 25 tháng 3 2016, 6 giờ đến 9 giờ chiều, cầu siêu và thăm viếng, thứ bảy 26 tháng 3 2016, 9 giờ sáng, cầu siêu 10 giờ sáng lễ phủ cờ, 10 giờ 30 di quan, 11 giờ hỏa táng, tang gia đồng kính báo, mẹ Công Tằng tung Nữ Thị Ngoạn, Huế, Việt Nam, vợ Nguyễn Kim Quý, Greenville, South Carolina, trưởng nữ Võ Thu Hương, chồng và con, Simpsonville, South Carolina, trưởng nam Võ Anh Tuấn, San Diego, California, thứ nữ Võ Thu Hoài, Charlotte, North Carolina, thứ nữ Võ Kim Anh, Columbia, South Carolina, cháu Võ Huy John, Simpsonville, South Carolina, anh Võ Văn Hoàng, vợ và các con cháu, Huế, Việt Nam. Anh, Võ Văn Hoàng, vợ và các con cháu, Greenville, South Carolina. Anh, Võ Văn Vũ, vợ và các con cháu, Greenville, South Carolina. Cá phó này thay thiệp tang, xin miễn phúng điếu.